QMAN bộ đồ chơi xếp hình mã 2008 tiệm bóng bay chắp cánh cho ước mơ của bé. Bộ đồ chơi xếp hình mã 2008 tiệm bóng bay quy mần với thiết kế thông minh về mẫu mã. Đa dạng về màu sắc giúp bé phát triển cả về tư duy lẫn sáng tạo là lựa chọn sáng giá cho quý phụ huynh cho việc lựa chọn đồ chơi dành cho bé yêu. Sản phẩm ra đời như hiểu được khó khăn đó mà các bậc cha mẹ khi mới có con gặp phải công dụng chính của sản phẩm bộ đồ chơi xếp hình mã 2008 tiệm bóng bay quy mần không những giúp bé tăng khả năng tư duy mà còn giúp bé sẽ thỏa sức tưởng tượng vào trò chơi. Qua đó tăng khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ của trẻ nhỏ, nhất là những bé gái, dưới sự hướng dẫn của phụ huynh sau mỗi lần chơi. Bé yêu còn biết được cách dọn dẹp các món đồ chơi của mình, giữ ngăn nắp cho nơi ở, phòng ngủ, chất liệu của bộ sản phẩm tiệm bóng bay thiết kế kích thước hộp chứa sản phẩm 20 x 15 x 10 cm và khối lượng chỉ 100 g hứa hẹn mang đến sự tiện lợi cho bé khi sử dụng. Với chất liệu như ABS đạt đầy đủ các chứng nhận 3C, en 71 ASTM, SA4040 và đảm bảo an toàn cho bé khi sử dụng nên phụ huynh hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm. Đối tượng sử dụng sản phẩm, sản phẩm chỉ phù hợp cho các bé từ 6 tuổi trở lên, lưu ý khi sử dụng bộ đồ chơi xếp hình tiệm bóng bay. Sản phẩm được khuyến cáo chỉ dùng cho trẻ từ 6 tuổi trở lên nên phụ huynh cần lưu ý khi chọn sản phẩm cho bé sử dụng. Giới thiệu về thương hiệu QMAN Qman -E là tên nhận diện thương hiệu mới của hãng sản xuất đồ chơi nội địa nổi tiếng của Trung Quốc. Enlighten, Mần là nhà sản xuất đồ chơi ghép hình lớn nhất Trung Quốc với kinh nghiệm lâu năm, bắt đầu từ năm 1963. Sự khác biệt của Quyman được tạo ra từ việc các mẫu đồ chơi được tự thiết kế và phát triển độc lập hoàn toàn tay vì thiết kế giống với các mẫu sản phẩm có sẵn trừ trước đố. Đồ chơi xếp hình Mần được bán trên khắp thế giới và được cộng đồng chơi xếp hình lắp ráp đánh giá rất cao. Các khối xếp hình lắp ráp được làm bằng nhựa ABS nguyên chất an toàn với trẻ nhỏ không gây độc hại và bền đẹp trong một thời gian dài.